Cho các bạn, đây là cái bình giữ nhiệt 2 lít của Yeti thì mình mới mua ở bên Libby.vn. Thì mình muốn giới thiệu cái bình này xem nó có cái gì hay, cũng như là chia sẻ của mình lý do vì sao mình lại dùng cái bình 2 lít trong 3 năm qua. Đây là cái phiên bản mới mình mới mua ha. Tại sao mình cần một cái bình 2 lít để được nước như vậy? Lý do thứ nhất là mình mang nước từ nhà đi uống. Khi mình đi chơi, khi mình đi làm việc hoặc là khi mình đi làm, mình thích uống nước và mình muốn cái nước mà mình uống nó được đảm bảo. Thì nó đảm bảo nhất là cái nước mà mình mang từ nhà mình đi. Hoặc là lâu lâu mình cũng muốn uống nước kiềm thì mang cái nước kiềm từ nhà mình đi mình uống. Như vậy, mình cũng không muốn uống nước ở những cái nguồn mà mình không biết nó như thế nào, và mình cũng không muốn mua cái bình nước ở ngoài đường để mình mua. Thực chất thì bình nước cũng được, nhưng mà mình từng biết là có những cái chai nước Lavi được làm giả, và nhất là ở những cái vùng quê thì mình không biết là nếu họ đã làm giả cả cái chai nước lọc thì cái nước trong đó chắc chắn nó sẽ không tốt cho mình. Cho nên là mình thường thường mình muốn một cái bình để mà có nước sạch theo những cái yêu cầu của mình. Tiếp theo là nó mát. Cái bình này nó có thể giữ cái nước lạnh đó trong 1 hoặc là 2 ngày rất thoải mái. Do đó là mình lúc nào mình uống thì cái nước nó cũng mát theo cái ý của mình. Đặc biệt lâu lâu á, mình đi nguyên một cái nhóm anh em đi chơi xa, mình có thể để 2 lít cà phê vào. Thì bởi vì những anh em chơi với mình á, đều thích uống cà phê, do đó là cả đám đều có cà phê sạch uống. Đặc biệt là bọn mình đi về quê hoặc là mình đi lên núi đi bộ hay là chạy bộ gì đó, thì những cái chỗ đó không hàng quán thì cái bình nó giúp mình tồn tại. Thì mình đã xài được cái bình 2 lít này 3 năm rồi. Nhưng mà 2 lít thôi nha, không phải phiên bản này. Cái phiên bản mà mình xài 3 năm là cái phiên bản nó giống như cái bình bình thường, cũng là của Yeti, và nó có 3 ngón tay bỏ vào để mình nhấc lên. Thì cái bình đó mình hôm bữa mình thì quay so sánh hai cái xe Suzuki và Mitsubishi á, thì mình là hai cái xe đi thuê của người ta để mà quay mà. Thì nhưng mình không phải thuê, một người khác thuê cho mình. Nhưng mà khi mình quay xong mình để quên cái bình ở trên đó, thì khi trả xe thì mình cũng không liên lạc được, thì mình lấy cái bình đó, cho nên mình mua bình mới. Thì cái bình này á, có đặc điểm là nhìn nó không đẹp, nhưng mà nó có cái quai to như vậy nè, để anh em có thể xách lên bằng cả 5 ngón tay, 4 ngón tay, không phải là xách bằng 3 ngón tay đó. Và nó có cái phần cao su ở đây, do đó là khi mà anh em xách một cái bình 2 lít với cái cách xách này, nó sẽ nhẹ nhàng hơn là xách bằng 3 ngón tay. Tiếp theo là nó có một cái nắp để mở ra uống á, thì nó có cái phần nắp châm bên này, hít vào đây, cho đó là khi anh em gỡ ra, anh em bỏ vào đó, anh em thao tác vẫn không sợ mất, và cũng không cần phải để cái nắp đi đâu đó, nó có thể nó dơ ha, bỏ như vậy. Rồi cái nắp của cái bình này á, rất là dày, em coi nè, nó dày như vậy nè đó. Do đó là cái khả năng mà giữ nhiệt của nó rất là tốt. Cái thành của cái bình này thì nó giữ nhiệt bằng chân không rồi ha, mình sẽ không cần phải lo lắng về cái chuyện nó thoát nhiệt nữa. Nhiệt chủ yếu còn lại là thoát bởi cái nắp. Thì cái nắp này là cái nắp hạng nặng, nó giữ nhiệt tốt hơn nhiều so với lại những cái loại bình Yeti phiên bản bình thường. Thì đó là lý do vì sao mà cái bình này nó mắc gấp đôi cái bình 2 lít ngày xưa mình xài. Cái cách thức mà Yeti họ hoàn thiện á, cho cái phiên bản này nhìn rất là hầm hố. Các bạn nhìn con ốc inox ở đây nè, nhìn nó kinh khủng như vậy nè. Rồi cái quai inox và những xung quanh cũng vậy, nó đều được làm từ thép không rỉ hay inox gì đó, cái tiêu chuẩn là nhà bếp. Và cái bình này thì có thể bỏ vào trong máy rửa chén để rửa được, họ có ghi cái điều đó ở dưới cái bình này. Mình dùng bình giữ nhiệt cũng như là ly giữ nhiệt khá là nhiều, bởi vì thứ nhất là mình muốn cái đồ uống nó lạnh, thứ hai là mình không muốn dùng những cái ly nhựa hay bình nhựa. Rồi, xin cảm ơn anh em.